kiểu là quậy ạ à, cứ đường như là cái đường trong những cái đường mà khách đi du lịch thì người ở đây họ tới họ nhậu nhẹt với ăn chơi nhiều. Xã thì nhậu nhẹt hết á, bốn bão thì nhậu nhẹt hết, đa số là ăn, người quán ăn, ăn nhiều, đó giống như cái quán nữa là nhà hàng đó, quán Remedy này đấy, quán là nhà hàng. Còn ở đây mà bốn bạn rồi chờ đâu ít, đó mấy cái tiệm mà bạn giống như mà áo quần vì đồ kỷ niệm đồ nữa. Còn chờ đó là tạp hóa ở đây cũng có, nằm ở bên lóc đường bên kia. Ăn nhậu ăn uống à? Ừ, ăn nhậu đa số là ăn nhậu ăn uống. Ừ. Tí đó nữa, thấy đến đây nhậu nhẹt lắm. Xe đi không phải xe du lịch, xe đi là xe chở khách thôi, xe chở khách thôi và xe đi. Trong chiếc xe cũng có ấy, xe đi là chạy từ thành phố Edmonton đi đi ra ra khỏi khỏi Edmonton, cái nó là chạy ra ngoài Sherwood Park. Sherwood Park là cái thành phố mà cũng rất nổi với cái thành phố mình ở đây. Đây chỗ cái tiệm mà bữa mình đi coi rượu nữa, đó. Cái tiệm ở đó ra ngoài nữa đó. Đấy ra đó thì sẽ mình chạy đi chừng cỡ 15-20 phút sẽ biết đi đến nhiều lúc mình dừng vậy bắt khách nó rồi thì không có chừng cỡ nửa tiếng. Quay Avenue là từ đầu nữa đó, cái đầu mà mình bắt đầu quay ra đến đây là 99 Street. Đầu kia là 109 Street, và xuống đây là 99 Street, nó có như 10 lóc đường. Hẳn là cỡ 10 lóc đường là hết, là xuống đây là không có điện đài, không có quảng xã gì hết đó. Dừng ở dưới đi thôi.
xuống đấy là phải chạy chậm lại. Đấy bây giờ là nó cho chạy 50 cây số không giờ. Rồi để cái bảng này trống dưới không độ là trống. Thì xuống đấy là mình giảm tốc độ xuống là nếu mà chạy tuyết mà trống á là ở đấy là chạy chưa tới 30. Phải an toàn là còn chạy mà trên 30 là xuống đấy là chỉ bị cống đến cái mà đạp thẳng vô là bị xe liền. Trên đó là cái cầu xanh, trên đó là gọi là cái cầu cáo. Ở đấy gọi là cái cầu cáo. Tiếng Anh gọi là high level. High level là cáo, bridge là cầu, là high level bridge. Còn cái cầu này là mới xây này. Mới xây cách đây chắc cửa 2 năm thì cầu này. Cầu Trần Tiền bà con ơi. Cầu này không phải cầu Trần Tiền, cầu Trần Tiền là bên kia có cái, ở đấy có một cái cầu giống như cái cầu Trần Tiền rồi, hình như cũng là hình như bá vài 6 nhịp thì cầu này mới xây này. Cái nhà bên kia thì cái nhà máy điện là giống như cái chiếc tàu Titanic nữa. Còn cái này là cái lâu đi là mới xây. À quên lộn, cái lâu cái cầu đi là mới xây. Như 2 năm đây thôi, còn nhìn qua bên kia là phố. Ai mà đi phi trường ở Mang Tính mà đi du lịch mà tới đây là đa số là phải đi qua cái cầu này. Đi qua cầu này mới chạy mới băng lên phố. Đó, bên kia là phố đó. Đây là quốc hội của tỉnh Alberta, nhà mà đảng là xuống đây mà họp đảng đó, là cái nhà này đó của tỉnh Canada, tỉnh Alberta đó. Tham quan coi đèn Noel tận mên, năm nào cũng mở đèn Noel. Xuống đây chụp hình quay phim cũng đẹp. Tối nay lạnh á, tối nay lạnh hơn á, nhưng mấy đêm hôm kia tối nay chắc cũng trừ 5-6 độ lạnh. Mới đi có 5 phút thôi mà thấy lạnh này. Mấy bữa kia thì 3-4 độ cũng chịu đi. Bữa nay lạnh đi quay thấy lạnh tay rồi, lạnh người rồi. Lạnh nó thì lạnh chứ Edmonton chưa có tuyết. Năm nay Noel không có tuyết trắng, hơi buồn. Cái bảng thì họ gọi là để trưng bày thôi, nhìn thôi đừng có động quý vị ơi, không cho động mà có réo lại rồi. Đây có cái cây Noel này.
trên lá trưng nào đó. Đi xuống nhà Quốc hội, xuống dưới nữa cũng có đen dưới.